Thưa quý vị, trong thời gian qua, thực hiện kế hoạch số 20 của Thành ủy Đà Nẵng về đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, nhiều địa phương đã triển khai có hiệu quả, tạo sự lan tỏa tích cực với những gương điển hình các bí thư chi bộ tại khu dân cư, những cách làm hay, sáng tạo, sát thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Hầu hết các bí thư chi bộ đều là những điển hình dân vận khéo, nhiều người đã lớn tuổi, song sự tận tâm, nhiệt huyết thì không bao giờ phơi khi họ thực hiện những nhiệm vụ địa phương. Nhiều mô hình hay thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19, chương trình thành phố Đông Không, Ba Có, Bốn An giai đoạn 2021-2025, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội đã được các bí thư chi bộ khu dân cư triển khai xây dựng một cách hiệu quả, sát với thực tiễn địa phương, v.v. Trước đây thì nó nhà bị ngập nước tùm lum, ai bị hết, tất cả ai đều bị. Nhưng mà hôm nay cái dự án này làm xong thì không bị ngập nước nữa. Và trước đây cũng bị về điện thì cũng bị giật, thì gà đồ là những con vật trong nhà cũng chết. Nhưng mà hôm nay hết rồi. Ở đây thì em thấy mô hình này rất là thiết thực và rất là tuyệt vời, bởi vì mình thấy rằng gần đây thì rất là hay có những cái vụ cháy nó xảy ra. Như bí thư chi bộ chia sẻ, ban đầu triển khai công việc cũng có một số khó khăn nhất định, nhưng với tinh thần quyết tâm, không bỏ cuộc, qua đó đã phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Là cái cách làm của chúng tôi là cụ thể là phải có kế hoạch. Kế hoạch là gì? Phải thông qua chi ủy, rồi nghị quyết chi bộ, rồi triển khai đến là quân nhân chính. Tất cả các chỉ thị nghị quyết thì chúng tôi đều là gì? Họp dân. Rồi ý kiến rồi là gì, tuyên truyền đến người dân thì người dân đồng thuận chấp hành. Thì cho đến giờ phút này thì hầu hết những ý kiến của người dân thì chúng tôi cơ bản là tổ dân phố, mặt trận, các đoàn thể thì giải quyết kịp thời. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn luôn lắng nghe cái tiếng nói người dân, cho nên là mà giải quyết nó phục vụ được kịp thời nhân dân về những cái nhu cầu bức thiết, và từ đó mà nhân dân họ có cái niềm tin, và chính đó chính là cái động lực làm giúp tôi có một cái niềm vui và để chúng tôi tiếp tục với công việc của mình khi mà thực hiện nhiệm vụ trên kia. Chính từ việc thực hiện tốt công tác dân vận khéo, các bí thư chi bộ đã góp phần xây dựng chi bộ khu dân cư ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào thi đua dân vận khéo sâu rộng hơn trong từng địa phương.